Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái giá trị từ 600 triệu đồng trở lên. Và tất cả các dự án của bên em đều đã có sổ đỏ đầy đủ những giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái dự án mới ở đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vị trí là thuộc ngõ 394 đường Mỹ Đình, cách bến xe Mỹ Đình chỉ 1,4 km thôi mọi người ạ. Hiện tại em đang đứng trước cái cửa chính của ngôi nhà đây, với cái diện tích là 30m² và xây dựng thiết kế là 5 tầng và giá chào bán chỉ 3 tỷ 200 triệu đồng thôi. Mọi người đã có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà rất là ưng ý và rất là đẹp rồi. Em đang đứng phía cửa chính của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy luôn, cửa chính của ngôi nhà được thiết kế 2 lớp cửa. Cửa phía ngoài là cửa inox 304, chất liệu 304, và cửa bên trong là cửa gỗ kính rất là đẹp. Mời mọi người tiến vào trong phía phòng khách của ngôi nhà cùng em. Phòng khách của ngôi nhà đây được thiết kế rất là đẹp, mọi người nhìn sơ qua có thể thấy luôn là toàn bộ cái những cái hệ thống đèn led, trần thạch cao cũng như là trần phào, trang trí đều đã được bên em hoàn thiện xong hết rồi. Với căn nhà này thì mọi người có thể chuyển về ở ngay mọi người nhé. Vị trí căn nhà cách bến xe Mỹ Đình chỉ 1,4 km thôi, rất là gần các tiện ích, trường mầm non, trường tiểu học. Trường tiểu học và trường Mỹ Đình 2 chỉ 300m đổ lại với vị trí nhà thôi mọi người nhé. Đây mọi người có thể quan sát luôn, phòng khách rất là được trang trí rất là tinh tế, đặc biệt và cầu kỳ. Đây là phía phòng bếp của ngôi nhà đây. Phòng bếp của ngôi nhà mọi người có thể quan sát luôn, đều được bên chủ đầu tư lắp hút mùi. Đó, tủ bếp cũng vậy. Tủ bếp là gỗ sồi Nga, chất liệu gỗ sồi Nga mọi người nhé, chất liệu gỗ tự nhiên rất là đẹp. Và đây, hệ thống vòi chậu cũng như là chậu là làm bằng chất liệu inox 304. Quay vào đây một chút để cho mọi người có thể nhìn thấy luôn. Rất là cầu kế, rất là đẹp. Tầng 1 của ngôi nhà gồm một nhà vệ sinh mọi người ạ. Đầy đủ về vòi xịt cũng như bồn cầu, vòi rửa tay và gương. Tiếp theo em xin mời mọi người lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em Ánh nhé. Đây mọi người có thể quan sát đá ốp cầu thang hàng loại 1 rất là đẹp, màu sắc rất là trang nhã. Tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ạ. Tầng 2 được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì em xin mời mọi người hướng vào phía căn phòng ngủ tầng 2 trước nhé. Đây chính là phía căn phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà đây. Mọi người có thể quan sát luôn, rất là rộng, rất là tiện ích. Và đặc biệt chủ đầu tư có lắp đặt giường cũng như là bàn phấn và táp đầu giường cũng như là điều hòa và lắp rèm sẵn rồi mọi người nhé. Đây ạ, phía sau lớp rèm này là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong nhà. Thì là cái cửa ở phía bên ngoài này là được thiết kế 2 lớp. Lớp ngoài là cửa nhôm kính và lớp thứ hai là inox mọi người ạ. Đó, và đặc biệt là các tầng ngủ của ngôi nhà là được làm lắp sàn gỗ mọi người nhé. Màu sắc rất là trang nhã và tinh tế đúng không ạ? Đèn ngủ cũng như là trang trí về trong cái ngôi nhà này rất là đẹp. Mời mọi người hướng ra phía phòng vệ sinh của tầng 2 giúp em. Phòng vệ sinh của tầng 2 đây mọi người ơi, đều được trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh về sen tắm cũng như là bồn rửa và bồn cầu. Đây, thiết bị vệ sinh đều là thiết bị nhập khẩu Hàn Quốc mọi người nhé. Mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của cái ngôi nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và trên tầng 3, cái phòng ngủ tầng 3 này cũng được chủ đầu tư một chiếc giường cũng như là điều hòa và đây ạ, rèm cửa.
Mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp. Với cái vị trí rất là tiện ích, gần bến xe, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình. Đây chính là cái phòng vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà. Phòng vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như là phòng vệ sinh tầng 2 mọi người ạ. Rất là đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Xin mời mọi người đi theo em lên tầng 4 để khám phá xem còn gì nữa nhé. Tầng 4 của cái căn nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 và tầng 3. Cũng gồm một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Đây, rất là rộng mọi người ạ. Rất là rộng. Tất cả các phòng ngủ đều đã được chủ đầu tư lắp điều hòa cũng như là rèm cửa rồi mọi người nhé. Với căn nhà này mọi người chỉ việc chuyển đồ về để ở thôi. Giá cũng rất là hợp lý ở khu vực trung tâm như thế đúng không ạ? Phía nhà vệ sinh tầng 4 của ngôi nhà đây, tương tự như tầng 2 và tầng 3 mọi người nhé. Đều được lắp đặt đầy đủ mọi công năng cho từng tầng luôn. Xin mời mọi người lên phía tầng 5 cùng em Ánh. Tầng 5 của cái căn nhà này cũng được thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi mọi người ạ. Đây, đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà này. Tầng 5 của ngôi nhà thì không lắp điều hòa vẫn có rèm cửa nha mọi người. Đó, tất cả các phòng đều có cửa sổ hướng ra bên ngoài để lấy đầy đủ ánh sáng cũng như không khí vào trong ngôi nhà. Và đặc biệt ở ngoài đây là có sân phơi. Đây chính là sân phơi của toàn bộ ngôi nhà mọi người nhé. Trên cái phía tầng 5 này mọi người có thể quan sát dùm em là có hai khu vực giếng trời để lấy ánh sáng cũng như là không khí và toàn bộ ngôi nhà và khu vực cầu thang. Rất là đầy đủ ánh sáng. Đó. Em Ánh xin nhắc lại với quý vị khách hàng đang xem video của em nhé. Cái diện tích của cái căn nhà này là 30m và vị trí nằm thuộc đường 394 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444. Em sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.